Xin chào anh chị và các bạn đã tới kênh Vượng Len. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ về tiêu chuẩn bàn giao của dự án Materai Westhay và so sánh với tiêu chuẩn bàn giao của phân khu The Sakura và các phân khu Sapphire của Vinhome để anh chị biết thêm lý do tại sao mà dự án Materai Westhay lại có giá cao hơn. Riêng với căn hộ Vinhome thì sẽ có một số tòa có sự bàn giao khác biệt và một số giai đoạn bàn giao cũng khác nhau. Đó là giai đoạn từ đợt mở bán đầu tiên của dự án vào khoảng tháng 11 năm 2018 cho tới tháng 6 năm 2019 thì các tòa S101, S102, S103, S105 và S202 là bàn giao không có điều hòa, chỉ có các đầu chờ. Còn lại các vật liệu và trang thiết bị khác thì giống như các dòng căn hộ Sapphire khác. Còn bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 trở đi, đối với các căn còn lại tức là chưa bán ở các tòa S102, S103 và S202 sẽ chuyển thành bàn giao có điều hòa và tất nhiên là sẽ điều chỉnh tăng giá căn hộ lên. Còn các tòa S101 và S105 thì vẫn giữ nguyên, đó là bàn giao không có điều hòa. Tôi sẽ lấy tiêu chuẩn bàn giao ở mốc thời gian này để kê vào bảng so sánh trong video ngày hôm nay. Tiếp nữa là tòa S205, về phần bàn giao thì sẽ bàn giao nhiều thiết bị hơn so với các căn hộ Sapphire khác. Trong video này thì tôi không chia sẻ về tòa này. Và tòa S401 trong giai đoạn từ ngày 3 tháng 4 năm 2020 cho tới ngày 27 tháng 7 năm 2020 có ra chính sách bàn giao thô đối với các căn hộ mà có hướng ban công Đông Bắc. Còn sau ngày 27 tháng 7 là bàn giao theo tiêu chuẩn Sapphire. Nên là trong video này thì tôi lấy mốc bàn giao của tòa S401 là sau ngày 27 tháng 7 năm 2020. Như vậy là dự án và các phân khu được so sánh trong video ngày hôm nay, đó là dự án Materai Westhay. Thứ hai là phân khu The Sakura. Phân khu này thì có 4 tòa, hiện tại thì mới mở bán tòa SA2. Thời gian tới thì sẽ mở bán tiếp tòa SA3. Vật liệu và trang thiết bị bàn giao trong video này tôi chỉ tính cho tòa SA2 và SA3, còn hai tòa còn lại thì chưa rõ chủ đầu tư bàn giao như thế nào nên anh chị lưu ý. Thứ ba là phân khu Sapphire 1, Sapphire 2 trừ tòa S205, Sapphire 3, Sapphire 4 và hai tòa GS2 và GS3 thuộc phân khu The Miami. Đợt đầu thì phân khu này có tên là Grand Sapphire nên là hai tòa này đợt đó ra mắt thì cũng bàn giao theo tiêu chuẩn Sapphire trước đó. Thứ tư là tòa GS1 thuộc phân khu The Miami. Tòa này là tòa tiên phong cho sự thay đổi về hạng mục bàn giao của Vinhome. Tôi nghĩ rất có thể là tòa GS5 và GS6 thì cũng sẽ bàn giao tương tự như tòa GS1. Và nên chính vì vậy mà tôi tách riêng ra khỏi hạng mục bàn giao của phân khu Sapphire. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần chi tiết so sánh từng hạng mục. Đầu tiên là phần sàn nhà. Đối với dự án Materai thì phòng khách, phòng ăn, phòng bếp, phòng ngủ thì ra sàn gỗ công nghiệp cao cấp. Còn phòng tắm và ban công sẽ là gạch porcelain chống trơn. Tiếp theo là đối với phân khu Sakura thì phòng khách, phòng ăn, phòng bếp và phòng ngủ thì sẽ là sàn gỗ công nghiệp. Còn phòng tắm và ban công thì sẽ là gạch ceramic. Đối với phân khu Sapphire của Vinhome thì phòng khách, phòng ăn và phòng bếp sẽ là gạch ceramic. Còn phòng ngủ thì sẽ là gỗ công nghiệp. Còn phòng tắm và ban công sẽ là gạch ceramic. Còn đối với tòa GS1 thì sẽ giống với phân khu Sakura. Thứ hai là về tường. Đối với dự án Materai thì phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, lối đi sử dụng sơn nước 2 lớp của một trong các nhãn hiệu Jotun, Dulux, Kova, Nippon. Còn phòng tắm sử dụng gạch porcelain. Còn đối với phân khu The Sakura thì phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn và lối đi sử dụng sơn nước 2 lớp của một trong các nhãn hiệu Jotun, Toa hoặc là tương đương. Còn phòng tắm sử dụng gạch ceramic. Còn phân khu Sapphire của Vinhome và tòa GS1 thì bàn giao giống với phân khu The Sakura. Thứ ba là về trần. Đối với dự án Materai thì phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn và lối đi đóng trần thạch cao. Còn phòng tắm thì trần thạch cao chống ẩm, sơn hoàn thiện. Còn đối với phân khu The Sakura thì phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, lối đi và phòng tắm là đóng trần thạch cao, sơn nước. Còn các phân khu Sapphire của Vinhome và tòa GS1 thì bàn giao tương tự như phân khu The Sakura.
Thứ tư là về cửa đi và cửa sổ. Đối với dự án Mastery thì cửa đi chính sử dụng cửa gỗ công nghiệp cao cấp chống cháy. Ở cửa chính thì được thiết kế là hai cánh, một cánh to và một cánh nhỏ, khá là dày, chắc chắn và nhìn rất là sang. Ở tiếp theo là cửa ngăn phòng sử dụng cửa gỗ công nghiệp. Còn cửa phòng vệ sinh sử dụng cửa gỗ công nghiệp chống ẩm. Ba cửa này sử dụng một trong ba nhãn hiệu Tường Việt, An Cường, American Door. Tiếp theo là khóa cho cửa đi chính. Đối với dự án Mastery thì sử dụng khóa thông minh 3-in-1 kết hợp mật mã, thẻ từ và khóa cơ của nhãn hiệu Hackfeller. Khóa này tích hợp cảm biến báo cháy. Khi mà phát hiện nhiệt độ trong nhà mà cao hơn 60 độ C thì khóa này sẽ tự động mở. Tính năng thứ hai là khóa kép an toàn từ bên trong. Tính năng thứ ba là trộn mật mã nhằm chống sao chép mật mã. Và còn nhiều tính năng khác nữa. Ngoài ra thì có thể sử dụng nhãn hiệu Samsung hoặc Rayo. Tiếp theo là hạng mục cửa sổ, cửa ra ban công và lô ra thì sử dụng khung nhôm và kính Louis. Tôi sẽ chia sẻ thêm về kính Louis để cho nhiều anh chị nắm được rõ hơn về loại kính này. Kính Louis thì có tác dụng ngăn chặn và làm giảm sự truyền nhiệt từ ngoài vào trong phòng hay là từ trong phòng ra ngoài. Do vậy sẽ giúp cho phòng của anh chị mát hơn vào mùa hè và ấm hơn vào mùa đông. Như vậy sẽ giúp cho anh chị tiết kiệm được tiền điện hơn. Kính Louis thì còn làm giảm độ chói của ánh sáng, do đó mà mang lại tầm nhìn thoải mái cho mắt. Kính Louis thì còn ngăn chặn tia UV, tia cực tím và tia hồng ngoại, do đó ngăn cản sự phai màu của đồ đạc và giúp bảo vệ da và mắt. Nhưng ánh sáng nhìn thấy thì vẫn được truyền qua nên là đảm bảo được ánh sáng tự nhiên đầy đủ cho căn hộ. Nhược điểm của loại kính này đó là giá thành cao, chính vì vậy mà loại kính này thường dùng cho các chung cư cao cấp. Ngoài ra thì còn một điểm đặc biệt nữa, đó là khung cửa sổ kính của các phòng ngủ thì đều thiết kế rộng từ sàn cho đến gần sát trần nhà, giúp tối đa được tầm nhìn và cung cấp nhiều ánh sáng tự nhiên cho các phòng ngủ. Đối với phân khu Sapphire của Vinhome thì cửa đi chính sử dụng cửa gỗ công nghiệp chống cháy của An Cường hoặc Trường Thành hoặc là tương đương. Còn cửa ngăn phòng và cửa phòng vệ sinh thì sử dụng cửa gỗ công nghiệp của An Cường hoặc Trường Thành hoặc là tương đương. Còn khóa cho cửa đi chính thì với phân khu Sapphire của Vinhome thì sử dụng khóa mã số kết hợp với khóa cơ. Còn cửa sổ, cửa ra ban công và lô ra sử dụng kính an toàn, khung nhôm sơn tĩnh điện. Và khung cửa sổ thì sẽ nhỏ hơn so với dự án Mastery. Anh chị xem ảnh so sánh trên video thì sẽ thấy rõ điều này. Đối với tòa GS1 thì sẽ bàn giao tương tự như phân khu Sapphire của Vinhome. Còn đối với phân khu The Sakura thì cửa đi chính, cửa ngăn phòng và cửa phòng vệ sinh thì bàn giao giống với phân khu Sapphire của Vinhome. Còn khóa cho cửa đi chính thì sử dụng khóa vân tay nhập khẩu cao cấp của nhãn hiệu Hackfeller hoặc Adele hoặc Bestman. Còn cửa sổ, cửa ra ban công hay là lô ra thì bàn giao giống với phân khu Sapphire của Vinhome. Thứ năm là về thiết bị vệ sinh. Đối với dự án Mastery thì phần chậu rửa và bồn cầu sẽ sử dụng một trong các nhãn hiệu Kohler, Action, Total hoặc Durabit. Bồn cầu ở đây thì được sử dụng công nghệ Clean Coat, tức là được phủ lên bề mặt một lớp không màu siêu mỏng với tính năng kháng khuẩn và dễ dàng làm sạch, hạn chế sự ngưng đọng những giọt nước và bụi bẩn. Anh chị tưởng tượng công nghệ này sẽ giúp cho bồn cầu của chúng ta như một chiếc lá sen, không ngưng đọng nước và bụi bẩn nên là dễ dàng làm sạch. Như vậy là sẽ làm giảm thiểu đi cái sự sinh sôi của vi khuẩn và giúp cho bề mặt bồn cầu luôn được sáng bóng. Đối với dự án Mastery thì phòng tắm đứng sẽ bàn giao vách kính cường lực kèm phụ kiện inox hoàn chỉnh. Còn sen tắm nóng lạnh và vòi chậu rửa nóng lạnh sẽ sử dụng một trong các nhãn hiệu Kohler, Total hoặc Hangul hoặc Rohr. Ngoài ra thì có bàn giao thêm các phụ kiện khác như thanh treo khăn, lô giấy và vòi xịt. Còn đối với phân khu Sapphire Vinhome thì sẽ bàn giao chậu rửa và bồn cầu của một trong các nhãn hiệu American Standard hoặc Total hoặc tương đương. Còn phòng tắm đứng thì không có bàn giao vách kính. Còn đối với sen tắm nóng lạnh và vòi chậu rửa nóng lạnh thì cũng sử dụng nhãn hiệu American Standard hoặc Total hoặc tương đương. Ngoài ra thì có bàn giao thêm các phụ kiện khác như móc treo khăn, lô giấy và vòi xịt.
Còn đối với phân khu The Sakura thì bàn giao tương tự như phân khu Sapphire của Vinhome. Còn đối với tòa GS1 thì sẽ bàn giao tương tự như phân khu Sapphire của Vinhome. Trừ phòng tắm đứng thì sẽ bàn giao thêm vách kính cường lực và phụ kiện inox. Thứ 6 là về thiết bị điện. Đối với dự án Mastery thì ổ cắm điện thoại, internet và ổ cắm và công tắc điện sử dụng một trong các nhãn hiệu Hager, Diamond hoặc Panasonic hoặc Legend. Còn đối với dây điện thì sử dụng một trong các nhãn hiệu LS, KDV, Olympic, Thaihan, Sacom hoặc Thịnh Phát. Còn đối với đèn chiếu sáng thì sử dụng một trong các nhãn hiệu Simon, AC, Philips hoặc Simex. Còn bình nước nóng thì sử dụng một trong các nhãn hiệu Ferrari, Ariston hoặc Pisenda hoặc Fermor. Ngoài ra thì có bàn giao thêm quạt hút thông gió nhà vệ sinh, thông tin liên lạc nội bộ qua chuông cửa hiển thị hình ảnh. Còn đối với phân khu Sapphire của Vinhome thì ổ cắm điện thoại, internet và ổ cắm công tắc điện sử dụng một trong các nhãn hiệu TNC hoặc London hoặc là tương đương. Còn dây điện thì sử dụng một trong các nhãn hiệu Trần Phú hoặc LS hoặc KDV hoặc là tương đương. Tiếp nữa là có bàn giao thêm đèn chiếu sáng và quạt hút thông gió nhà vệ sinh và thông tin liên lạc nội bộ qua chuông cửa hiển thị hình ảnh. Còn bình nóng lạnh thì không bàn giao. Còn đối với phân khu The Sakura và tòa GS1 thì sẽ bàn giao tương tự như phân khu Sapphire của Vinhome. Thứ 7 là về điều hòa. Đối với dự án Mastery thì sử dụng điều hòa cục bộ 2 chiều âm trần, giúp cho không gian phòng có kiến trúc đẹp hơn so với loại treo tường. Điều hòa thì cung cấp cho phòng khách và các phòng ngủ. Sử dụng một trong các nhãn hiệu như Daikin, Mitsubishi hoặc Hitachi hoặc Panasonic. Còn đối với phân khu Sapphire của Vinhome, trừ tòa S101 và S105 thì sẽ bàn giao điều hòa 2 chiều treo tường của một trong các nhãn hiệu Hisense, Midea hoặc Vinsmart hoặc là tương đương. Còn đối với phân khu The Sakura thì sử dụng điều hòa 2 chiều treo tường của nhãn hiệu Midea hoặc tương đương. Còn đối với tòa GS1 thì sử dụng điều hòa tương tự như phân khu Sapphire của Vinhome. Thứ 8 là khu bếp. Đối với dự án Mastery thì bàn giao tủ bếp trên và dưới sử dụng gỗ công nghiệp của một trong các nhãn hiệu An Cường hoặc Tường Việt hoặc AA hoặc TTT hoặc Kata. Với dự án Mastery thì có bàn giao mặt bàn bếp sử dụng đá nhân tạo hoặc là đá tự nhiên. Tiếp theo là có bàn giao bếp từ loại 3 bếp. Bếp thì có đặc tính như sau: gia nhiệt nhanh và sử dụng mặt gốm thủy tinh Sorcerer, điều khiển trượt 9 mức gia nhiệt, tự nhận diện xoong nồi và hẹn giờ, và có chức năng an toàn như khóa trẻ em và báo hiệu bề mặt nóng và an toàn khi mà nấu bị tràn ra thì sẽ tự động tắt bếp. Tiếp theo là bàn giao chậu rửa, sử dụng inox 304 chống rỉ sét cao và có 2 bồn. Tiếp nữa là có bàn giao thêm vòi rửa nóng lạnh. Với đầu vòi thì có thể kéo dài, giúp cho thao tác vệ sinh được dễ dàng hơn. Sản phẩm thì được làm hoàn toàn theo tiêu chuẩn cao nhất của Đức. Và chất liệu thì bằng đồng mạ chrome nhiều lớp, với lõi thì bằng đồng thau thì đảm bảo được cái tuổi thọ lâu dài và chống ăn mòn tốt và kháng khuẩn. Ở các sản phẩm bếp từ, chậu rửa và vòi rửa thì sẽ sử dụng một trong các nhãn hiệu Happler hoặc Thika hoặc Maloka hoặc Whirlpool. Tiếp nữa là có bàn giao máy hút mùi và lò nướng. Với lò nướng thì được sản xuất tại châu Âu và có cửa kính chịu nhiệt, được tráng 3 lớp, đạt tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng theo tiêu chuẩn của châu Âu loại A, và có chức năng vệ sinh bằng phương pháp thủy phân và còn nhiều các tính năng khác nữa. Với hai sản phẩm này thì sẽ sử dụng một trong các nhãn hiệu Thika hoặc Maloka hoặc Happler. Còn đối với phân khu Sapphire của Vinhome và phân khu The Sakura và tòa GS1, phần khu bếp thì sẽ không bàn giao đầy đủ như dự án Mastery mà sẽ chỉ có các đầu trò. Như vậy là tôi đã chia sẻ hết các danh mục trang thiết bị bàn giao. Hy vọng là qua video so sánh này, anh chị sẽ nắm được rõ hơn về vật liệu và trang thiết bị bàn giao của dự án Mastery West Hay cũng như các phân khu của Vinhome. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian quý báu của mình để xem hết video này. Nếu anh chị thấy video này hay thì hãy bấm like và chia sẻ. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất từ tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở các video sau.